Chỉ số VN Index đã có một phiên giao dịch mang tính bước ngoặt khi bứt phá khỏi mô hình vai đầu vai đảo ngược, kèm theo việc là break khỏi đường trend line giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra thì thanh khoản cũng đã gia tăng đáng kể trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Toàn thị trường khớp tới hơn 900 triệu cổ phiếu. Đây là một phiên đánh dấu sự quay trở lại của dòng tiền rất là mạnh mẽ và phân bổ đều ở đa phần các nhóm ngành chính trên thị trường như là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và nhóm thép. Về cơ bản, thị trường đang có nhiều yếu tố thuận lợi như là Trung Quốc và Mỹ đều đã cắt giảm lãi suất. Lãi suất trong nước thì cũng duy trì ở mức thấp và theo chiều hướng giảm với chính sách bơm tiền của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì nước ngoài cũng đã quay trở lại mua dòng liên tiếp trong các phiên gần đây. Đặc biệt trong phiên hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài đã mua dòng khoảng 500 tỷ. Như vậy cả về mặt cơ bản và kỹ thuật, thị trường chung đều đang cho thấy những thay đổi mang tính chất bước ngoặt. Nhà đầu tư có thể chú ý các mã cổ phiếu thu hút dòng tiền ở các nhóm ngành như là ngân hàng với ACB, MSB hoặc là CTG, STB, nhóm chứng khoán thì có SSI hoặc là HCM, VIX hoặc là nhóm bất động sản với PDR, DXG hay là NHA, CCL.